Ngày 25 tháng 10, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã... Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Đưa thi thể cán bộ công nhân vừa tìm thấy vào chiều tối qua ở thủy điện Rào Trăng 3 về bệnh viện để giám định ADN xác định danh tính. Như thông tin chúng tôi mới cập nhật, gần 17 giờ chiều ngày 24 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể cán bộ công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi phát hiện thi thể, làm thủ tục vệ sinh, xử lý hóa chất, mặc dù trời đã tối, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an Thừa Thiên Huế quyết tâm đưa thi thể bằng đường thủy về ngay trong đêm. Vượt qua chặng đường hàng chục km đường sông Thác Gền, nguy hiểm, ban đêm hạn chế tầm nhìn. Vào lúc 21 giờ cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông và Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã đưa được thi thể về đến bến đò ngã Ba Trại, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Như vậy, ở khu vực này còn 12 người cán bộ công nhân đang mất tích. Đến nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 cán bộ công nhân mất tích sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành, lán trại công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3. Rồi bớt bao người bên kia.